chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em lại chia sẻ đến các bác về cắt tỉa cây đào. Gọi là để cuối năm vẫn có cây đào để chơi. Thì hình thức là cắt tỉa như thế nào, em sẽ cụ thể và chia sẻ đến các bác từng chi tiết một. Và để tránh nó bị chết tay cành thì em hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác là để cắt như thế nào và nó không bị chết tay cành nhá. Đây, các bác cứ nhìn thực tế như cành đây là năm ngoái cắt đến đây. Các bác chỉ cắt năm nay cắt ra chỉ cần khoảng 2 đốt ngón tay. Con này tính rơi tầm khoảng 4 đến 5 cm. Đây, bác xem nhé. Nói chung là các bác cứ yên tâm, cây đào này nó rất là khỏe. Các bác cứ cắt vào nó tầm như năm ngoái và nới ra khoảng mấy phân thôi. Thì lý do tại sao này phải cắt như vậy, thì khi mình chơi Tết xong, cây đào nực cây của nó rất là yếu, nó nuôi rất nhiều hoa. Và trong chậu này lại không còn chất ăn nữa. Thì thường là khi đánh lên chậu này và chơi ít nhất là tầm khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng nó không có chất ăn. Nếu mà các bác để bông tay to thì là nó sẽ là rất là yếu cây. Mặc dù cái nọc xuân này nó vẫn là phát nhưng mà sau đấy nó sẽ bị là đi chết. Nhiều bác bảo nên nọc lên đến tầm khoảng 10 năm 20 phân rồi nó vẫn cứ chết. Gọi là bỏ răm đấy. Bởi vì là các bác là để răm quá dài. Chứ để răm lên trên này để nhìn để nó tròn cây luôn. Nhưng mà thực tế không phải đâu, cây đào này một năm nó ra bao nhiêu lứa lứa nọc. Cho nên là các bác nên lưu ý cắt chỉ tầm khoảng 4 đến 5 phân từ những cái vệt cũ này. Các bác cứ nhìn những cái chối cũ này này. Đấy, cắt đến những các chối cũ này thôi. Chỉ nới ra một chút thôi, mỗi năm nới ra một chút. Nhưng mà cuối năm cây đào nó vẫn rất là to nhé. Các bác là yên tâm đấy. Cứ từ vết cũ các bác cắt ra tầm khoảng 4-5 phân thì nực cây nay mai là răm của nó bắn rất là đẹp. Chứ các bác mà để dài thì nay mai nó sẽ bị chết các cái răm cụt bên trong đấy. Cho nên là các bác nên lưu ý. Dù là đào Út Phúc hay đào Huyền hay là đào cành đấy, các bác đều phải là như vậy. Trong năm này nó rất là yếu rồi. Thế mà cây nó để tại vườn cơ. Để tại vườn mà nhiều khi nhà vườn bọn em vẫn phải đi gọi là đi chốt sớm. Chứ nếu các bác mà mang về chơi, thậm chí là nhiều khi các bác còn để khô quá, cây nó bị kiệt, héo hết cả cây ấy, thì là lực cây nó rất là yếu. Là sẽ cắt thu gọn lại. Nhưng mà cuối năm, mỗi năm cây đào nó lên một to lên mà. Nhìn trông vậy thôi nhưng mà cuối năm nó còn to hơn rất là nhiều. Em hướng dẫn cái clip này thì để cho các bác là mua cây đào chơi Tết thì các bác là có thể là theo dõi kênh và có thể là để ý vào những cái cách chăm sóc của em đấy. Các bác nào mà chăm khéo thì đến cuối năm là không cần phải mua cây đào nữa để chơi. Tự khắc là làm như này nó sẽ có hoa đây, chỉ cũng một cái thời gian hãm cắt nước quanh nó sẽ ra thôi. Nhưng mà nói chung là thị trường bây giờ là nếu mà để các nhà vườn làm thì rất ít khi là khoanh, đa số là dùng thuốc hãm nhiều nhé. Nhiều bác cứ bảo là dùng thuốc hãm mà nay mai về cây đào nó không chăm sóc được, cái đấy là không phải đâu.
cây nó không nuôi được, khi nó bỏ tay cành là chuyện bình thường. Cho nên là các bác bảo nhà vườn dùng thuốc hãm chắc là không phải đâu. Đấy, như hình thức này thì em đã cắt xong một cây đào, nó rất là gọn gàng, nhưng mà đến cuối năm cây đào này nó vẫn rất là to nhé. Nhiều. Và em cũng chia sẻ luôn nhá, các bác mà không có đất thì có thể trồng trên chậu, nhưng mà trồng với cái mật độ chậu nó tương đối là to ra một chút. Còn cây này thì em sẽ mang ra ngoài đất em trồng, cho nên là chơi Tết xong thì chỉ dùng một cái chậu nhỏ nhỏ thôi. Đấy, các bác mà có chậu trồng trên chậu, muốn trồng trên chậu ấy, ở ngoài gọi là thành phố gì không có đất vườn trồng ấy, thì có thể là trồng ở trên chậu luôn cũng được, nhưng mà phải dùng một cái chậu nó to lên, chậu này nó hơi nhỏ. Em thì em sẽ cho ra vườn rồng, cho ra vườn rồng và cuối năm em lại đánh lên nhá. Đấy, thì còn hình thức để mà bây giờ mang ra vườn rồng thì nó cờ níp để nó tương đối dài. Em xin gọi là ngắn gọn chia sẻ đến các bác là làm sao mà khi chọn cái chỗ đất nó cao lên, không bị ngập úng, nhưng mà cây đào này không ưa nước, nhưng mà để mà thiếu nước nó cũng không chịu được. Đấy, cho nên là các bác nên lưu ý làm sao giữ độ ẩm vừa phải thôi. Đấy, thì clip mà để tránh mất thời gian của các bác, em cũng xin dừng clip tại đây nhá. Xin chào tất cả các bác nhé.